việc gì đi em? Chết rồi anh ơi. Sao lại chết? Có việc gì? Anh ơi. Có việc gì? Toang rồi, cả hai kênh luôn anh ạ. Giờ không biết là ai đánh gậy hết cả hai kênh rồi. Cả kênh chính, kênh phụ giờ bây giờ hai kênh cái còn gì? kênh chính thì bây giờ kiểu nó đánh sạch rồi, bây giờ là ba gậy là nó không bê mình không đăng được video nữa đâu. Không đăng được lên video. Vâng, kênh phụ thì nó đang báo là trong ngày hôm nay mà nếu mà mình mà vẫn để tình trạng này là nó đánh nốt ba gậy nữa là mất luôn cả hai kênh. 7 ngày nữa xóa kênh à? Không biết giờ không biết ai đang làm cái trò này với anh em mình nữa. Nó cho thời hạn đến 7 ngày nữa, một tuần nữa. Chết rồi. Thế là cái kênh anh xem này. Nó gửi làm về thế này. Mấy cái? Thế là bị đánh rồi anh. Bị đánh gậy, bệnh đánh ba gậy. Cái chính vi phạm cái gì nhưng mà mình vi phạm cái gì đâu nhưng mà này nó khóa hẳn kênh rồi anh khóa em kênh mình rồi. Cái này là không đăng được video nữa rồi. Đăng được video nữa hả? Đây này, nó thông báo này 7 ngày nữa xóa kênh đây này. Bây giờ trên này sao nhiều đấy? Thông báo nhiều này. Chết rồi, làm nào? Cái này là để anh xem lại nào. Cái này là bị anh em mình bị chơi đểu rồi. 100% cái này là bị đánh gậy rồi. Thế là giờ không đăng được video nữa anh? Không đăng được nữa. Giờ gần như là bây giờ như kiểu là bây giờ nó gần như là khóa kênh của anh em mình khóa luôn. Khóa kênh rồi. Không dùng được cái gì vào kênh nữa, không đăng video. Không đăng được nữa thì coi như là khóa rồi còn gì nữa. Thì nó là khóa cái luôn này rồi. Cái này là rồi anh em mình bị chơi đểu 100% rồi, bị thuê người phá kênh mình rồi. Nhưng quan trọng là dạo này anh em mình có gây khổ hay động chạm gì đến ai đâu. Mà tại sao anh người ta lại muốn chơi đểu mình cơ? Em bảo Dương chưa? Chưa thì em vừa mới xem em ra bảo anh luôn chứ. Em thấy công nó ối trời ơi cái em bảo hỏi ra hỏi nó cái gì đấy, nó bảo là toang rồi, thế nên nó chạy một mạch ra đây luôn. Thế này mọi người ạ, thì con cũng vừa mới biết cái tin này thôi. Em vừa mới ra nhưng mà ở đây con thấy YouTube người ta đã thông báo ở đây là bạn đã vi phạm cái gì đấy. Tức là bây giờ vi phạm cái gì thì không biết, mình có vi phạm cái gì đâu. Cái này là anh em chúng con bị một người nào đấy, tức là thuê người để xóa kênh của anh em chúng con, không cho anh em chúng con làm nữa mọi người ạ. Nhưng mà quan trọng một cái kênh chính này là hiện tại thì là bị ba cái khiếu nại này là con thấy YouTube người ta thông báo về là 7 ngày nữa thì sẽ xóa kênh. Còn một cái kênh phụ ở kênh này vẫn đăng được video mà. Mới 2 cảnh báo. Nhưng mà anh nhìn cái dòng dưới đi. Trong ngày hôm nay là nếu mà mình không lên được video, cái video này luôn là mình không lên được là sẽ bị cũng bị giống kênh chính luôn. Cái kênh phụ, kênh tem Đoàn Dương mọi người ạ. Kênh tem Đoàn Dương thì vẫn đăng được video nữa nhưng mà khả năng là trong vòng hôm nay thôi thì có thể cái video này con sẽ đăng lên luôn cái kênh này để mọi người biết. Nhưng mà ai nhỉ, ai mà lại mình từ trước giờ mình chưa động chạm, chưa có động chạm với ai đâu, hay là có ai mà lại ác thế nhỉ? Bạn hàng bán nước gì? Là có người cạnh tranh về bán hàng không? Cái này ấy khả năng do anh em mình làm cao, anh em mình bán cao đấy, chắc là người ta cạnh tranh. Bây giờ chỉ có cạnh tranh là một là có thể là bên chỗ mình bán hàng bán họ này đấy. Người ta thấy mình làm được thì người ta ghen ăn ấy mọi người ạ. Tức là làm thuốc này, giữa thuốc này, cao này. Tức là anh em chúng con đợt này thì làm cái nồi cao mà đặc biệt đấy thì mọi người ủng hộ cũng rất nhiều. Rồi thuốc nữa, thuốc thì cũng mọi người cũng tin tưởng, cũng ủng hộ anh em chúng con. Thì con đang nghi là ở cái vấn đề đấy thì có thể là do là cạnh tranh không, mà hai nữa hay là những cái lần trước mình có côn đồ các thứ đấy nó có muốn phá mình không. Quan trọng cực đấy lâu lắm rồi, cũng có thể đấy, anh đang phân vân giữa hai cái này
em khẳng định với anh không thể nào là khôn côn đồ được, bởi vì thứ nhất là côn đồ nó đã rất là lâu và nó cũng không có lợi lộc gì để nó có thể là đánh sập kênh, thì em chắc chắn đây chỉ có thể là cạnh tranh thôi. Chứ bây giờ nếu anh bảo là côn đồ thì đúng không, nhưng mà nó có lợi lộc gì nữa đâu. Bây giờ thì câu chuyện thì cũng lâu lắm rồi, qua cái, rồi. Cái việc này ấy, thì phải báo cho Dương. Thì chắc chắn là mình sẽ báo. Nhưng mà bây giờ xem bây giờ có cách nào để giải quyết sớm nhất không? Bây giờ giải quyết sớm nhất này, bây giờ nhá. Em sẽ đăng lên cái kênh phụ đi, cái kênh Tem Đoàn Dương đấy. Thì bây giờ vẫn đăng được, có khả năng là đăng được cái video này, video cuối cùng đấy. Đúng rồi. Bởi vì là nó đã thông báo thôi. Ừ, nó đã thông báo là trong vòng hôm nay là nó sẽ có một cái khiếu nại nữa, là sẽ cũng sẽ bị khóa luôn. Tức là sẽ không đăng video này, không livestream và cũng sẽ không một cái gì tương tác được ở trên cái kênh nữa. Anh em chúng con coi như là cái kênh đấy là coi như là bỏ rồi đấy mọi người ạ. Đấy. Bây giờ là anh em chúng con sẽ sao? Như là anh em mình vẫn còn một kênh nữa đúng không? Có một kênh cái đợt lập lâu lâu á. À ờ đúng rồi. Có một cái kênh, cái kênh đấy là hình như là đợt đấy là Dương nó có nói chuyện với anh là để lập để cho Việt cho Việt làm. Ờ đúng rồi, cái kênh này tên là Dương đúng rồi, Dương Đoàn SH mọi người ạ. Đấy. Thì bây giờ anh em chúng con sẽ là vừa đăng ở cái kênh Tem Đoàn Dương này một cái video này, video cuối, và để nói cho mọi người biết là tình trạng của anh em chúng con là bị như thế, bị người ta phá như thế. Thì bây giờ mọi người cũng sang kênh là Dương Đoàn SH để lại tiếp tục ủng hộ và theo dõi anh em chúng con. Vì kênh này anh em chúng con bây giờ mất quyền kiểm soát rồi. Không biết được quả lúc nào rồi. Chắc là tối qua thôi. Tối qua thì sáng nay công chắc là vừa định tải video lên đăng đúng không? Nãy em vừa định tải video lên thì vào kênh chính không tải được. Thì xong mới bắt đầu mới thấy mấy cái thông báo thì mới xem. Bây giờ hai kênh này coi như là anh em mình không đăng được video nữa đâu. Thì có thể lập thêm một kênh nữa. Tí nữa lập thêm một cái kênh nữa. Thì đặt tên là gì nhỉ? Đoạn Dương Săn Bắt được không? Kênh mới à? Ừ, kênh mới, làm luôn một cái kênh mới. Bây giờ làm luôn, trước sau anh em mình vẫn phải làm, bởi vì hai cái kênh này ấy. Bây giờ như này, hai kênh này em nghĩ là bây giờ trong ngày hôm nay thì cái kênh phụ này cũng khả năng là giờ bỏ hẳn rồi, video không đăng tải được nữa. Xong thì tí nữa gọi Dương, bảo Dương xem nào có cái hướng gì giải quyết để gỡ gạt được tí nào không. Bao công sức anh em làm gây dựng lên bây giờ mất hết. Được không? Đặt làm một cái kênh. Thì bây giờ cứ đến thống nhất. Ừ. Chắc chắn là 100%. Thống nhất làm thêm một cái kênh làm nữa. Làm một cái kênh nữa và một cái kênh là theo như cái tên anh nói đi. Ừ. Vẫn Đoàn Dương Săn Bắt đi. Cái kênh mà cái của cháu Việt đợt trước đấy mọi người là tên là Dương Đoàn SH. Đấy. Kênh Dương Đoàn SH thì mọi người cũng vào để ủng hộ cho anh em chúng con. Bởi vì bị như thế này là cái tổn thất rất là lớn luôn. Rất nhiều người cũng đang theo dõi anh em chúng con mà bây giờ tự nhiên không có video nữa thì có thể người ta cũng sẽ bỏ, người ta sẽ lại không theo dõi được nữa. Bây giờ thì con cũng xin nói một cái thế này nữa, thật sự rất là buồn mọi người. Thì bây giờ con nhấn mạnh với mọi người như thế này. Tức là hai cái kênh này của Dương ấy hiện tại là không thể đăng video và không thể làm một cái gì được trên hai cái kênh này nữa. Cái video này là video cuối cùng của cái kênh Tem Đoàn Dương rồi. Thì con cũng bây giờ đấy là làm một cái kênh cháu con vừa nêu đấy. Thì con cũng cầu xin mọi người yêu quý anh em chúng con và cũng như là Dương từ trước đến giờ vẫn theo dõi, thì sang cái kênh con vừa nêu tên là kênh Đoàn Dương SH và kênh Đoàn Dương Săn Bắt, thì để ủng hộ cho Dương cũng như là cho anh em chúng con và cô chú bác anh chị, cho con xin một lượt đăng ký ở hai cái kênh mới đấy ạ. Hai cái kênh là kênh Đoàn Dương SH và kênh Đoàn Dương Săn Bắt ạ. Con cầu xin mọi người ạ, thì mọi người cũng vào để ủng hộ cho anh em chúng con, bởi vì bây giờ là hai cái kênh này chúng con không thể nào làm gì được nữa. Thôi thôi anh em mình triển khai luôn đi.
Từ từ đấy anh ơi. Bây giờ anh đi gọi cho anh Dương luôn á. Ừ. Bây giờ anh đang ở ngoài viện, chuyện nó đã như thế rồi, bây giờ lại thêm cái tin này nữa thì anh sốc, anh không ngấy được đâu. Anh bất ngờ là còn to chuyện thêm á. Ôi giời, bao nhiêu chuyện thế này. Bây giờ sao được? Không được rồi. Anh biết nói như thế nào. Anh bảo anh khéo không? Rồi, cứ để nó về đã. Cũng nên thế, làm nào để anh về nhà đã cho mình nói chuyện này sau. Đúng rồi, chứ bây giờ đùng một cái là... Ừ thôi được rồi, em đi lập một luôn một cái kênh tên như thế đi. Thì vẫn quay lại tên là Đoàn Dương Săn Bắt. Và em đăng, em có video nào em tải lên cái kênh Đoàn Dương SH đấy. Để mọi người vào xem ủng hộ và đăng ký kênh cho anh em mình. Chạy trên màn hình nữa. Đấy, và con nhấn mạnh lại một lần nữa là chúng con sẽ có một cái đường link ghim và sẽ có chạy chữ ở trên cái video để mọi người tiện vào cái kênh mới để đăng ký cho anh em chúng con ạ. Thôi đi anh em ơi, triển khai luôn. Đấy, bây giờ con xin chào tất cả mọi người để anh em chúng con triển khai công việc ạ. Ôi, buồn quá. Ô, không kịp rồi. Sao? Kênh tem Đoàn Dương sập nốt rồi. Không kịp đăng luôn cái video đấy á? Không kịp đăng rồi, cái video thông báo đến khán giả nữa luôn. Để sang kênh mới đăng ký cho nữa luôn. Lại tiếp tục. Gọi thứ ba này. Sao nó nhanh thế nhỉ? Giờ đăng cái video này sang kênh tao để thông báo cho mọi người đi. Giờ cả hai kênh đều không đăng được nữa rồi thì... Ôi trời ơi. Công ơi. Công ơi. Em tải cái video vừa nãy định đăng lên kênh Tem Đoàn Dương rồi, em đăng lên kênh của anh đi. Sao đấy? Không kịp nữa, nó lại bị một gậy nữa luôn rồi này. Không kịp tải, không kịp đăng nữa đâu. Ê, nó cố tình nó đánh sập bằng sập thì thôi. Em vào tải luôn đi. Tải luôn lên kênh anh đi. Ừ. Vâng. Ôi, bây giờ còn không biết nói thế nào nữa. Qua cái kênh của bây giờ cũng dựa vào mỗi kênh của Vĩnh Khoa nữa thôi. Để có thể là cô chú bác anh chị nào đang yêu thương Dương cũng như toàn thể anh em ở trong Tem thì có thể là ghé qua kênh mới của Dương. Kênh Dương sẽ ghim lên phần bình luận để mọi người có thể nhắn vào đó hoặc mọi người sang ủng hộ kênh mới cho Dương. Bây giờ làm thế nào nữa? Chả biết làm nào nữa. Nó là nó nhanh thì nên là nó muốn đánh sập mình, không thể nói, không thể làm được một cái gì, cựa quậy được cái gì nữa đấy. Trở tay không kịp, bây giờ chỉ còn cách mỗi cách là tìm lại những cái video của mình mà chưa xóa. Xem có kháng loại những video gốc để mình kháng thôi. Kháng thì cũng phải mất thời gian đấy. Mà không biết có được không. Được rồi, để đang liên hệ với nó xem là như thế nào. Ừ, thôi được, mày ra mày lo cái ở đi. Thôi mọi người, bây giờ thì cái video này thì có thể bây giờ là sẽ là đăng lên kênh của con thì mọi người cũng đợi từ nãy anh em cũng chúng con cũng đã nói rồi thì cũng mong tất cả mọi người cô chú bác anh chị ủng hộ cho Dương cũng như là anh em chúng con ạ. Thôi thì để đăng vào đăng video này.